Vậy thế ra sao? Khi chính gia đình ấy mang đầy những vết thương mãi mãi không lành, tim sẽ là ở đâu? Đi một nơi để quay về rồi có mất hết tất cả ấy, đã không còn là nơi ấm áp. Ta đọc được những bài báo, những phóng sự về bạo hành gia đình, và thậm chí chúng ta bắt gặp người thật, việc thật ở ngay trong cuộc sống hàng ngày. Cũng có thể chính tôi và các bạn đang sống chung với bạo hành gia đình, nhưng chúng ta đã làm gì để đối mặt với nó? Chúng ta đau buồn đó, thất vọng đó, nhưng chúng ta có làm gì không? Hay lại dần để chúng trôi qua, chấp nhận đó như một sự thật trong cuộc sống, không có gì đáng để ngạc nhiên. Những nạn nhân của bạo hành gia đình cũng như vậy, có chăng họ phản kháng nhưng yếu ớt, và rồi tự thất vọng và cho rằng mình không thể thay đổi được điều gì cả. Họ chấp nhận sống chung với nó như một thói quen, như một thực tế từ lâu nay. Thực tế đã chứng minh rằng có tới 90% nạn nhân của bạo hành gia đình là phụ nữ và trẻ em. Tỷ lệ bạo hành ở nông thôn và thành thị cũng khác nhau. Ở vùng sâu, vùng xa, bạo hành chủ yếu tồn tại dưới hai hình thức là bạo hành thể xác và bạo hành tình dục. Còn ở những nơi thành thị có trình độ văn minh cao hơn, bạo hành tuy có tỷ lệ ít hơn nhưng cũng tồn tại dưới nhiều hình thức hơn, có thể bao gồm cả bốn dạng: bạo hành thể xác, bạo hành tình dục, bạo hành tinh thần và bạo hành xã hội. Nguyên nhân của bạo hành gia đình là vì đâu? Và chính là sự giáo dục, sự hiểu biết. Một người càng được giáo dục tốt bao nhiêu thì sau này tỷ lệ gây ra bạo hành gia đình càng thấp bấy nhiêu. Bên cạnh đó là điều kiện, là hoàn cảnh sống. Khi người chồng, người vợ còn quá phụ thuộc vào tài chính, kinh tế, tình cảm của đối phương. Rõ ràng khi cuộc sống càng khó khăn vất vả thì con người ta càng trở nên ích kỷ, tàn nhẫn hơn và không thể giữ nổi chính bản thân mình. Và có một nguyên nhân nữa, đó chính là sự im lặng của những người trong cuộc. Những người bà, người mẹ, người chị của chúng ta vẫn hàng ngày còn chịu nhẫn nhịn vì một suy nghĩ đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Là người vợ, người mẹ thì phải chịu đựng hy sinh vì chồng, vì con. Họ lo sợ một mình không thể lo cho con cái. Họ lo sợ con cái họ sẽ bị đánh giá vì có một người mẹ bỏ chồng. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ là một điều vô cùng đáng quý. Nhưng điều đó không có nghĩa là từ bỏ đi cái quyền định đoạt số phận của mình. Thật đáng thương và thật đáng trách khi tự mình trao cho người khác cái quyền đánh đập, hành hạ, xúc phạm bản thân. Bạo hành gia đình gây ra những tổn thương về mặt thể xác và tinh thần mà không một loại tổn thương nào có thể sánh bằng, nhất là những đứa trẻ. Chúng mang cho mình nỗi ám ảnh về tuổi thơ khi lớn lên, khi chọn cho mình người bạn đời, hay chính chúng sẽ lại là thủ phạm của bạo hành gia đình trong tương lai. Là một người mẹ, chắc chắn bạn muốn con mình được sống hạnh phúc chứ không phải có những tháng ngày như thế. Đừng nghĩ xem, bạn dùng cả một đời để hy sinh nhưng cái bạn nhận lại được là gì? Nếu một người đàn ông thực sự hiểu biết, nếu họ thực sự muốn trở thành một người chồng, một người cha tốt, thì dù những lúc nóng giận, mất bình tĩnh nhất, khi có giơ tay lên rồi thì họ cũng sẽ buông xuống vì nghĩ tới người mẹ của những đứa con mình, người vợ mà mình sẽ gắn bó cả một đời. Hay như câu chuyện của Đêm Thị Hằng, bực tức, Quyến thì đánh Hằng. Quyến thể hiện rõ tính gia trưởng khi bắt buộc cô phải để anh đưa đón và không được quan hệ với bất cứ ai. Sau khi chia tay, Hằng cũng sống trong hoảng loạn thì bị người yêu cũ đe dọa và khủng bố tinh thần. Còn chuyện đã kết thúc, nhưng chúng ta hãy cùng nhau đặt ra một câu hỏi: nếu Hằng kiên quyết dứt khoát với người yêu cũ cô ích kỷ ấy ngay từ đầu, nếu cô đừng im lặng mà báo với công an, báo với gia đình sớm thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Và im lặng đồng nghĩa việc chúng ta chấp nhận nó, tiếp tay cho nó. Chúng ta ngồi đó chứng kiến những hành động sai lầm và cứ để mặc chúng xảy ra. Chúng ta, những người trẻ, những người đã, đang và sẽ xây dựng lên những mái ấm gia đình, những tế bào của xã hội, chẳng lẽ chúng ta cứ chấp nhận mãi một thực tế như thế sao? Có thể chúng ta không thể thay đổi được hiện tại, nhưng trong tương lai thì hoàn toàn có thể. Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Đi tới đi, khi bạn thay đổi từ chính bên trong con người mình, từ chính trái tim mình, thì bạn sẽ